vì California vừa công nhận Tết Nguyên Đán là ngày lễ chính thức của bang. Nói chung á, cái đó là Tết của người châu Á chứ không phải là của Việt Nam không, nên mấy anh Tây đừng 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 lấy ra lập công nói bậy bạ cái Tết đó của Trung Quốc nữa, phải không? Cái ngày Tết mà gọi là Tết âm lịch đó, thì bây giờ tiểu bang Cali người ta công nhận là một ngày lễ chính thức của bang thì có thể là được nghỉ ngày đó luôn. Ok, đúng, chính xác, có tin đó chứ không phải là Tết của Việt Nam không. Mấy em quỷ quỷ vô lập công ẩu gì đúng đúng gì sai sai vậy, mấy em không ẩu cái đó nha. Em chào anh Di, thấy có luồng ý kiến thay vì chặt cây quốc hoa hôm 30 thì mang đến chùa hay khu tưởng niệm liệt sĩ, anh nghĩ sao? Nếu mà mấy chỗ đó nhận thì ok, còn mấy chỗ đó không nhận thì không ok mấy em. Đố anh Di, người nước nào giống Việt Nam nhất? Đông Lào em. À, nước giống Việt Nam nhiều nhất là nước Mỹ, cụ thể bang Cali nha. Anh biết là em khịa rồi nhưng mà nói người Việt Nam bên bang Cali cùng lắm 2 triệu thôi chứ nhiêu. Dân số Cali người ta 40 triệu luôn ông nội. Ủa, từ lúc nào ông lấy dân số 2 triệu đại diện cho bang Cali vậy? Nói chuyện không có tầm, không có lý gì trơn à. Nghe khịa không có đúng mấy em. Sài Gòn chừng nào mới được đi metro với anh, lâu quá. Đọc báo đi em, báo nói như năm sau hay năm sau nữa gì đó. Thái nó có gì mà dân chúng thế giới đi du lịch đông hơn Việt Nam vậy anh? Thái nó đâu có gì đâu, nhưng mà du lịch của nó làm tốt em, du lịch giá rẻ chứ còn nói về cảnh đẹp của Thái thì cũng không có gì hết. Đường xá Việt Nam em phải nghĩ năm 50 hoặc 100 năm nữa thì mới như thế giới được. Đường xá Việt Nam là do Pháp làm hả anh? Mày bị ngáo hả mày? Đường xá Việt Nam giờ mấy công ty nhà thầu trong nước làm chứ Pháp nào làm. Pháp cũng xây dựng đường phố cho Việt Nam anh không biết hả? Ngày xưa Việt Nam chỉ có đất và đất, có tiền đâu mà làm. Mày ăn bơ vĩnh cửu con. Tin mới, VinFast đã bán hết xe. Tại vì cái gì? Cái cảng hả? Tại vì cái cảng không còn chiếc xe nào hết. Làm sao không biết? Nếu mà ông nói là VinFast bán hết xe, sao tôi không thấy con nào chạy ngoài đường hết trơn vậy? Ở bên Mỹ nha. Ai biết? Tại vì coi cái port que 999 VinFast bạc on empty now là sao? Thì giờ thí dụ như xe chắc chở nhà kho hay gì đâu đó thì vô showroom gì đó chứ ông nói tôi không hiểu gì hết. Khả năng có bùng dịch Covid trở lại không anh? Em đọc báo bên Trung có vẻ căng hơn một tháng mà mới bùng dữ, bên bển toàn luôn rồi chứ căng gì nữa. Nhưng mà giờ á, thì bây giờ bùng hay không bùng thì ai biết đâu, thì vaccine cũng tiêm rồi vậy thôi. Nói gì khách khách TV qua Nha Trang hôm 19 tháng Giêng, vậy khả năng Tết có bùng dịch không anh? Không biết. Nói chung giờ ở nhà không không đi đâu hết đó, không care mấy em. Đức không giao xe tăng Leopard, Diêu Cà sẽ thua Nga thôi. Chờ đi em, chứ con mình Diêu Cà nhỏ xíu quýnh cả năm không thắng, anh thấy cũng kỳ kỳ đó em. Chứ thiệt á, lụm nhẹ trong vòng tuần thôi chứ quýnh gì đâu. Mà ngày xưa chiếm được đất nhiều, bây giờ bị nó giải phóng bớt nữa, cũng có khả năng cao là Nga không muốn thắng. Ồ, cái này ghê vậy mấy em, quýnh lộn không muốn thắng luôn. Kéo đất nước đi lùi luôn, cái này đỉnh cao à. Cái này anh chưa hiểu mấy em. Cái này học thuyết từ đó giờ này chưa hiểu nha. Em nghĩ Nga mà chiến tranh tổng lực thì Ukraine thua thôi, thì tao cũng nghĩ như mày vậy đó. Sao tao chờ hoài không thấy tổng lực mày? Bây giờ động viên á mà dân Nga bỏ ra nước ngoài trốn quá trời quá đất luôn. Vậy chừng nào mới tổng lực? Đâu đâu có ca có ly và không có nước, em định nghĩa cho anh chữ tổng lực coi. Đi quýnh lộn xong giờ kinh tế đi xuống không biết ngày nào ra luôn, chừng nào mới tổng lực? Vậy sao em nghĩ luôn, lỡ lỡ dịp này tổng lực luôn để mình giải quyết cho nó gọn, cho nó nhẹ đi, cho thế giới bớt khổ mấy em. À, mang tên lửa siêu thanh sức hủy diệt cao thì Ukraine sao đỡ được, thì mày viết email mày kêu gửi đi, thế giới tao đang muốn coi mà. Chứ giờ Nga đánh chứ phải mày đánh đâu, hiến kế cho Nga rồi nữa, ghê vậy. Giờ đâu mày hiến kế cho Nga, sao cho kinh tế đi lên, cho người dân có nhiều tiền rồi người dân đi du lịch đồ bình thường, cái đi học đi du học đồ các kiểu. À, Nga chuyển qua sử dụng UAV tấn công thay vì tên lửa vì UAV rẻ hơn. Rồi sao, chừng nào thắng? Mày nói vòng vòng tao mệt rồi, có mẹ mày có ca có ly không có nước, mày trả lời những câu hỏi tao đi. À, những câu hỏi của anh đó mày trả lời đi, lẹ lẹ đi, đừng có nói này nói kia, nói thua nói tới nói lui nói xuôi nói ngược. Nga với Ukraine đánh nhau gì dầu mỏ phải không sếp? Đâu có đâu. Anh có thể phân tích cho em là thế giới này có chiến tranh thế giới thứ ba không anh? Chắc chắn có em, và nếu có thì Việt Nam mình ảnh hưởng như thế nào, sẽ bị suy thoái kinh tế em. Thì chiến tranh thế giới thứ ba nó còn ghê hơn chiến tranh Nga và Ukraine nữa. Thì chiến tranh Nga và Ukraine nó đã vậy rồi, thì mốt chiến tranh thế giới thứ ba nó còn nặng hơn rất là nhiều. Em nghe bảo vaccine chỉ có hiệu quả trong 3 tháng, em tiêm cái này nửa năm rồi giờ không thấy ai đi tiêm lại, thì bây giờ em cứ ra trạm y tế tiêm đi. Người ta không tiêm chuyện của người ta, mình tiêm là chuyện của mình, đâu sao đâu em. Có ông thầy giáo bên Mỹ bảo hai vợ chồng làm một tháng 10k đủ sống và dư chút tiền kìa boss, bên đó đồ ăn rẻ. Ông nói đúng, thì ông đâu nói là ông làm hai vợ chồng làm 10 đô là giàu đâu. Ông nói hai vợ chồng á làm ăn là đủ sống, dư chút đỉnh. Ông nói đúng, anh Di xác nhận là ông nói đúng. Đúng là ở Mỹ sướng nhỉ, hai vợ chồng làm mấy năm kiếm một cái nhà ở Texas, con cái học học free 1 tới 12, ăn đồ cực rẻ. Nói chung ở Mỹ thì cũng có sướng và có khổ. Mày mày muốn nghe cái khổ ở Mỹ không? Mày, ở Mỹ khổ lắm đó con, tao kể cho mày nghe dài khổ của Mỹ nè, nếu mày muốn nghe.
Tất nhiên điểm mày nói đúng, sướng thì nó có sướng, mà khổ thì nó cũng có khổ. Ở đâu nó cũng có hai mặt hết. Chi phí chữa bệnh ở Mỹ quá mắc, đó không phải là tác dụng phụ, cái đó bình thường. Chi phí chữa bệnh ở Mỹ nó mắc, mà bảo hiểm nó lo, mày có lo đâu Mỹ kiếm. Thằng bảo hiểm nó trả mà, mày sợ gì mày mất gì. Chưa kể người ta còn có bảo hiểm răng nữa. Bảo hiểm răng năm cho 3-4 ngàn luôn. Ví dụ như răng mày tốt quá, mày phải kiếm cái để mày làm để cho nó hết tiền bảo hiểm, chứ bỏ không nó phí. Cái này tôi nói đúng không mấy bạn? Mấy bạn ở Mỹ confirm đi. Đó, đúng không? Thí dụ giờ bảo hiểm ở Mỹ á, mà bảo hiểm răng nha, một năm nó cho bạn 4 ngàn, thì bạn làm sao cho hết 4 ngàn đó rồi thôi. Còn bạn không hết 4 ngàn thì nó mất 4 ngàn đó. Hiểu chưa? Ví dụ như bạn đi cạo vôi răng, bạn đi gì trị nha nha khoa, ủ lộn, nha chu hay là đánh móng hay là gì răng cỏ đó, mài răng đồ hết 4 ngàn đó. Nên cái chuyện bạn đừng có nói chuyện mà về chi phí bảo hiểm, chi phí bệnh viện ở bên Mỹ nó mắc. Cái đó là nói thì nó đúng mà nó tào lao, bảo hiểm nó trả mình trả đâu, nhưng mà bạn nói cái này là đúng, chi phí bảo hiểm mắc, cái này là chính xác đó. Nói phải nói vậy nó mới có trình, chứ nói chi phí chữa bệnh mắc không đúng. Còn khổ làm sao vậy anh, khổ nhiều cái khổ lắm em. Thí dụ như trời đó đổ tuyết mà cái nhà mà nó bị tuyết, mà thí dụ như lúc đó là mày đi chơi với con bồ ở ở ở ở bên châu Âu đi, rồi xong rồi cái thằng xóm á nó đi ngang qua nhà mày, nó trực tiếp nó té cái đùng đập đầu cái bóp, rồi xong nó kiện nhà mày ở tù, hoặc là nó kiện nhà mày đền tiền cho nó. Nói chung cái đó là cái lỗi của mày, thấy khổ chưa? Đi chơi mà không yên đó con, không mua bảo hiểm trả làm sao anh, không mua bảo hiểm mày đi chết đi. Đậu sống ở Mỹ không mua bảo hiểm mày hỏi chuyện hồi ai nói lại? Tự nhiên sống ở Mỹ, một đất nước tinh anh số 1 thế giới, mày không mua bảo hiểm, mày nếu mà mày sống ở Mỹ mà mày không mua bảo hiểm á, thì giờ á anh thay mặt cho Mỹ đuổi cổ mày đi biến, để cho những thằng nào nó sống mới biết điều, nó mua bảo hiểm thì nó qua bển nó ở, vậy được không mấy em? Công bằng không? Nói chung chuyện khổ bên Mỹ thì cũng rất nhiều, nhưng mà bây giờ á mấy em nói chuyện sướng đi đó, để coi mấy em nói đúng không. Anh sẽ nói chuyện khổ, sống ở bên Mỹ mà không mua bảo hiểm là low class, thì cái đó là tài trần nói câu đó. Nhưng mà anh nói rồi, ông bây giờ sống ở bên Mỹ hỏi không mua bảo hiểm thì sao, thì đó ha, không mua bảo hiểm bị cút, để cho thằng nào bên Mỹ á nó khao khát qua Mỹ, nó nói là thôi giờ cho em qua Mỹ đi, em đóng góp cho nước Mỹ này nọ, em mua bảo hiểm đồ các kiểu, em làm em lấy minimum wage luôn để cho nó ở sướng hơn. Còn ở Mỹ mà nuôi báo cô thì nuôi làm gì gì à? Thế thu nhập cá nhân từng từng bang từng năm đóng phần trăm khác nhau anh, đúng em, đúng chính xác, đó là luật luật từng bang khác nhau. Thằng Nguyễn Hoàng này nó cái gì nó cũng nhìn nhận vô giáo dục hết rồi trời, phúc lợi nó là nhiều cái khác nữa chứ không phải giáo dục, đường xá nè đúng không. Giờ thí dụ như Nguyễn Hoàng nè, Nguyễn Hoàng là thằng trẻ trâu mới đi bển du học chưa đóng góp đồng bạc thuế nào trên hết á, cũng leo ra đường mà chạy nữa, đó là phúc lợi đó. Mày cũng ra freeway mà chạy đùng đùng, đó là phúc lợi đó. Thì có bao giờ đi ra khỏi khu vực Nam Cali đâu anh mà quan tâm đường xá làm gì, còn về y tế thì em mới 16 tuổi, làm gì bị mấy bệnh đau lưng khi trái gió trở trời. Này đúng là mấy con nhỏ quá, nó trong giếng không ta, sao nó không đi chơi ta. Anh đi qua Cali thấy có nhiều điểm chơi không, ở Texas không có gì chơi chán, giờ già cả rồi sống cần gì chơi em, chơi chơi một lần thôi, còn sống sống cả đời, nói vậy hiểu rồi gì đúng không. Thí dụ như ở bên Cali của mày có Universal đâu, ok. Vậy con nào đi Universal 10 là 15 20 lần không? Chắc chắn là không có đúng không? Đó, nhưng mà có những cái con đường, có những tuyến phố người ta ở cả đời. Nói vậy là hiểu rồi vậy đúng không? Bây giờ á mấy mấy bạn ở đây có ai từng đi Universal chưa? Universal được đầu tư công phu đúng không? Vé vô cửa cũng mắc rồi đúng không? Khi bạn chưa muốn đi, bạn sẽ muốn đi một lần. Bạn muốn đi một lần rồi bạn có muốn đi nữa không? Sẽ trong 100 người đi rồi, người ta sẽ có 50 người đó thôi, đi rồi biết biết rồi không đi nữa. Rồi còn 50 thằng kia nó ghiền đi, nó sẽ đi thêm một lần nữa là đi hai lần. Rồi hỏi mày có đi lần ba không, chắc để chán rồi hỏi đi ngủ chơi gì anh ơi, buổi tối em còn phải đi đi học lớp dạy thêm cho mấy đứa bị chậm tiêu nè, mục đích vô trỏng cho có người sửa bài, muốn vô trường tốt thì phải học lớp chuyên, tại lớp chuyên bên Mỹ nó khác lớp thường ở chỗ lớp chuyên điểm tối đa là 4.4, còn lớp trường nữa tối đa 4.0 thôi, ai muốn chọn lớp chuyên trong 7 môn cho nó ok. Mà phải nhức đầu quá mẹ ơi, thôi. Nói chuyện với thằng con nít nó còn đi học nhức đầu quá. Theo anh, ông Biden có tái đắc cử không anh? Thôi dân Mỹ người ta khổ lắm nè, dân Mỹ người ta khổ lắm, mày đừng có ghét Mỹ quá, mày ác quá mày. Mày hỏi kỳ vậy? Nợ công Mỹ từ 35k lên 70k rồi hả sếp? Mày khùng hả mày, lên đâu 70k? Mà nợ công Mỹ có quốc hội, nó trần quốc hội người ta điều chỉnh. Ở đâu mà lụm ra đâu ra số lên 70k?
Anh nghĩ hai ông tổng thống Mỹ, Trump với Biden, ai toàn diện và ai tài giỏi hơn anh? Mày hỏi câu mày xỉ nhục ông Trump quá mày ơi. Nói chung mày có thể thương, có thể ghét ông Trump, nhưng mày nói chuyện mày hạ nhục ông vậy, mày là thằng hèn. Vậy thôi, đúng không em? Qua bên đó đi được nhiều thích quá boss, có tiền chứ có tầm mới đi được em. Chứ đâu phải qua Mỹ muốn đi rồi đi đâu trời. Đường xá bên đó chạy cảm giác thế nào vậy boss? Đường xá bên Mỹ là đẳng cấp nhất hành tinh nè. Không biết nói bằng nó chạy cảm giác thế nào nữa. Nói chung á, leo lên đường bên Mỹ thì muốn chạy cho nó thật là nhanh, mấy em hiểu không? Chạy cho nó đã rồi. Nhưng mà nhiều khi đi qua mấy bang nghèo nghèo cũng hơi ghê nha. À, không đi xem bắn pháo bông à duy. Pháo bông có gì lạ không mà phải đi? Thì bạn đi, tự nhiên vô hỏi hoài và khổ ghê vậy đó. Mày làm như nhỏ lớn chưa thấy pháo bông mà thấy pháo bông mừng lắm trời. Nhà đang trả góp giờ có nên bán không anh? Bán có lời thì bán luôn em, hiểu không? Bán nhà quan trọng là lời hay lỗ thôi, chứ không quan trọng là trả góp hay trả full payment hay là pay off gì hết á. Có nên mua đất thời điểm này không anh? Có tiền thì chơi em, không có tiền thì thôi. Vừa đi Mỹ vừa đi Trung Quốc nó mới đẳng cấp, đồ ngu. Ông mày qua Mỹ mày thấy mày nó thấy mày đóng hộ chiếu bên Trung Quốc phát một cho mày vô blacklist luôn đó. Ở đó vừa đẳng cấp, thằng nói chuyện câu này là biết chưa đi đâu. Cái vụ hộ chiếu có visa về visa gì, hộ chiếu có visa Trung Quốc xong xin visa USA là nó cho vào blacklist thật hả anh? Thì mày nghĩ có không? Mày nghĩ mối quan hệ Mỹ Trung nó vậy thì có không? Theo anh, nếu mà không có Mỹ thế giới này có loạn lạc không anh? Chắc chắn loạn rồi. Thứ nhất không có Mỹ thế giới loạn, thứ hai không có Mỹ nữa thì cũng đói luôn. À, thêm một tin drama nữa này anh. Cái thằng Uber tuyển lặt rau cho nhà hàng lẩu bị soi ra cái chi tiết nhà hàng lấy hình bên gì, bên Hu Tông là bên gì, bị chi tiết lấy hình bên Hu Tông. Trời, lấy hình bên Hu Tông hotel gì, chuyện nó nhỏ xíu có đâu nói mày. Còn mày bên Mỹ, nhà hàng nằm trên đường Bel Air đó, ghé ăn đi, chạy ngang thấy hoài gì đâu. Anh Duy nghĩ sao về bán xăng bên Petrolimax, có tương lai không anh? Mở cây xăng thì chắc không bao giờ lỗ đâu em. Giờ còn chưa có giấy phép mà qua ăn gì anh. À, người ta soi đủ thứ, từ việc lấy hình ảnh bên nhà hàng xong đăng của mình. Vậy thì không biết nữa. Nói chung anh cũng đi ăn nhiều nhà hàng rồi, mà anh thấy giờ mở nhà hàng chưa chắc có ăn đâu mày ơi. Mở nhà hàng lên phiêu lắm chứ không phải giỡn đâu. Mà nhà hàng của người mà nhà hàng người châu Á, ủa nhà hàng của người Việt mình đa phần nhà hàng nhỏ nhỏ không à. Mình đi qua ăn nhà hàng của Mỹ đi, thấy nó khác liền luôn. Anh cũng tính mở cái nhà hàng nhỏ nhỏ nè, nhưng mà thấy chắc cũng lời nhiều đâu nên cũng chưa mở. Chứ giờ mở cái nhà hàng đâu có nhiêu tiền đâu em, 200-300 ngàn mở được rồi. Mở nhà hàng không chừng rẻ hơn mở tiệm nail nữa, thiệt chứ bộ, đúng không? Cũng tính rồi đó nhưng mà thấy nó không thơm lắm. Ý là mình đứng bán xăng cho khách liệu có tương lai ổn định không anh? Trời ơi má ơi, tưởng đâu gì, bây giờ mốt ta chơi tự động quá hết rồi, không cần bơm xăng đâu em, như bên Mỹ vậy đó, vô tự bơm không à. Mở mà ai ủng hộ không? Thật ra nói với nhà hàng chứ ủng hộ làm sao? Thì giờ mình làm nhà hàng thì mình mở trong cái mò đó đó, rồi xong rồi mình chạy quảng cáo, mình chạy truyền thông, mình chạy Google, người ta gần đó người ta vô người ta ăn thôi, chứ ủng hộ là gì ông nội? Làm như mở hàng nhà hàng ở bên Việt Nam vậy đó, vô ủng hộ đồ. Bây giờ ví dụ như nhà hàng ở bên Mỹ, người ta đi ăn làm sao? Một là ta biết ta ghé, còn hai á là ta đi lên mạng ta tìm xong rồi nó hiện ra những nhà hàng ở vòng đó, người ta vô ta coi review, người ta vô người ta coi cái quán này nọ, rồi ta vô ta ăn, hiểu chưa mấy em? Vì em xem nhiều kinh y khác nhau, người ta nói đưa nhà hàng đó, người ta nói nếu đưa nhà hàng đó là người ta làm giấy phép cộng sửa chữa 4 tháng thôi thì đúng rồi, nói cũng có lý. Mở nhà hàng thì xin giấy phép này chắc cũng lâu nữa, đủ điều kiện bếp núc mà này nọ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, âm thanh đồ, hình ảnh vệ sinh an toàn thực phẩm, bàn ghế đồ. Em coi trên mạng thấy nhiều nhà hàng restaurant quy định tiền tiếp đúng không anh? Đúng, minimum 18%, 18%, 20%, 22% và 25%, 4 option, còn option chữa lộn nữa, không tiếp. Bây giờ nó tính hiện đại đó mà em, đưa máy tính ra cho mày chọn luôn, đưa cái máy nhỏ giống máy bot vậy đó ra chọn luôn nhiêu phần trăm cạch trừ tiền xong. Ngành xăng dầu khí Duy thấy ok không? Thấy có người có bằng cấp phải mất 1-200 triệu mới vào được, cái nào mất tiền vào miễn đi, mới đi xin việc làm, đã nghèo mới đi xin việc làm, mà đã đi xin việc làm còn mất tiền nữa. Anh có biết chú TN không? Clip chú phân tích về Nga với Ukraine, sao em thấy chú ấy cuồng Nga? Cuồng ai là quyền của người ta, đâu sao đâu mấy em, cuồng một người nào đâu có tội đâu, đúng không? Nhiều khi mấy em cuồng anh cũng đâu sao đâu mấy em, cuồng anh là mấy em là quyền của mấy em, đâu có tốt, bình thường đâu em là bình thường, cuồng gì cũng được hết á. Không ấy, ví dụ như đã đời cuồng ta mà bây giờ kinh tế người ta đói kém, kinh tế người ta bị xuống, không đi qua nước người ta du lịch ủng hộ, đi cấm đầu đi qua Ý, đi qua Pháp tào lao vậy thôi, đúng không? Sống đó, nó phải mắc sen. Còn bạn chọn lựa thế nào, bạn thích gì đó là quyền các bạn, ok, no problem. Anh Duy cho em xin tí bình luận về thị trường bất động sản 2023 được không ạ? Cũng ảm đạm lắm em. Trái phiếu nó cũng căng lắm chứ đùa đâu. Mẻo là cái thá gì mà phải làm theo nó, đúng. Thằng mẻo đâu là cái thá gì đâu, không cần phải làm theo nó đâu cần bạn làm theo nó đâu. Mà bây giờ bạn đang cai cú gì nó, chứ nó bây giờ đâu khe cho bạn đâu. Đó, bạn đi qua nước đó bạn phải xin visa, nó đâu cho mà đi chùa. Đó, đúng rồi, bạn nói chuyện tôi rất hay, rất hợp lý.
mẻo đó không là gì trơn á, đừng theo nó, mà nó cũng cần bạn theo luôn. Vì cuồng ai thì người khác sẽ đánh giá mình, sẽ cùng tư duy với người đó, giống như cuồng ship là yêu thể thao, yêu đất nước, yêu văn minh. Đúng, chính xác em. Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, nơi nào đáng sống hơn anh? Sài Gòn em. Có cách nào đòi nợ mà không mất tình cảm anh em không anh? Đừng cho mượn nợ mấy em. Anh nghĩ 2023 này đầu tư gì có lý anh? Thấy mọi người bằng phẳng quá. Thấy có người kia trên mạng rao bán đất mấy trăm triệu đó, xây biệt thự đó em. Anh thấy cũng thơm lắm á. Theo quan điểm của anh thì Mỹ cần Việt Nam hay Việt Nam cần Mỹ anh? Cả hai cần nhau em. Theo anh là một năm kiếm 6 tỷ ở tuổi 65. Ủa lộn, ở tuổi 35 là bình thường phải không? Khai thuế nhiêu em? Giờ anh đi lì xì Tết mà bị đám con mấy bà vạch ra chê ít thì anh xử lý sao? Dễ cầm tiền lì xì của anh lắm. Dễ cầm tiền lì xì của anh lắm. Anh lì xì cho con, anh lì xì cho con nó thì cũng phải con nó lì xì đó cho cháu anh sao chứ. Dễ đó. Nói chung là cuộc đời của anh ít đi giao tiếp lắm, anh không gặp gỡ ai hết á. Thì nhận tiền lì xì của anh là hơi khó đó em. Anh có đi mấy nước Bắc Âu bao giờ chứ anh, nó có tựa như châu Âu không anh? Chưa em. Bắc Âu năm sau anh mới đi. Năm sau đi Na Uy. Ủa năm nay nè, tức là khoảng mùa hè anh đi Na Uy em, tháng 7 tháng 8 anh đi Na Uy. Thụy Sĩ nhìn vậy chứ nó nghèo mà. Nghèo bà nội mày chứ nghèo, trời ơi trời. Mày đừng nói mày người Việt Nam nha. Mày nói câu đó mày làm nhục mặt người Việt Nam. Thụy Sĩ mà nghèo. Ông nói bậy nói bạ không à. Mất công mấy bạn Thụy Sĩ vô đây, tao tưởng đâu Việt Nam này khùng khùng như mày nữa, chết luôn. Thụy Sĩ nghèo lắm em ơi, không ai dám qua sống luôn. Vì ăn một bữa đơn giản cho hai người hết gần 200 euro. Mà ông về tới, ông go tới sệt, ông nói vậy mất công tụi nó tưởng thiệt. Mẹ Thụy Sĩ chứa đâu qua. Mấy này nói chuyện mắc cười. Bây giờ á, ở bên Thụy Sĩ á, bưng phở thôi cũng phải biết 5 ngôn ngữ. Mà Thụy Sĩ nó là tinh anh của tinh anh rồi, nó là phần còn lại thế giới rồi ba. Ở một cái nước cực kỳ high class luôn, Mỹ tủ tôm so với nó luôn. Mày chọc ai, chọc Thụy Sĩ. Trời ơi trời, go test search, ông xạo quá, hai người 200 euro thôi đi ba. Ủa bình thường mà mày. Ủa tại Trần mày bị ngáo hả mày? Ủa hai người 200 euro là bình thường, có gì đâu lạ trời. Ở bên Mỹ cùi cùi thôi, anh ăn hai người bèo cũng 150 rồi. Ăn hai người cũng 150 rồi đó mày. Quan trọng là mày ăn cái gì thôi, hiểu không? Giờ ví dụ như mày ăn, đối với mày ăn phở hết, chấm hết, đâu phải người ta vô tao phải kêu món này món kia đồ đó. Nên nói chung thằng tài trần đó bên Mỹ mà nó phèn lắm, nó đãi người ta toàn đồ rẻ tiền không à. Ủa mày nghĩ sao vậy? Ông cô tới sệt, ông nói đúng rồi mày cãi. Bởi vậy đó, thằng tài trần nó tư thù với ông cô tới sệt nên nó đâm ra ông cô tới sệt nói gì nó phải cãi cho được hết. Mà trong khi người ta nói đúng, người ta nói đi vô ăn nhà hàng gọi món, món phải có món A món B giống như ăn nhà hàng Việt Nam đi. Đầu tiên phải tráng miệng, sau đó món chính rồi sau cuối cùng phải lộn khai vị xong món chính thì tới tráng miệng, tè bè với ba món. Còn bây giờ đi ăn ốc đi, đúng không? Ăn ốc thì đầu tiên phải này nọ nghiêu hấp thái rồi gì á, ốc hương nướng hay rồi xong rồi ốc móng tay làm gì rồi xong rồi tới ốc tỏi xào bơ đồ ví dụ vậy, hoặc là sò dương nướng mỡ hành đồ, nó phải nhiều món. Em thì đang đi học, em nhìn nhận đơn giản, sướng là sướng thế này thôi. Nhà có tiệc tùng ồn ào không học được, rớt mạng máy tính, muốn đổi gió hay ra ngoài cần tài liệu in, chạy vô thư viện gần nhà là có hết. Chạy vô thư viện gần nhà in là có hết. Còn tao không có vô thư viện in được mẹ ơi. Tao ra phi đất tao in không à. Nó lấy tiền tao thấy mẹ luôn. Rồi lại bingo test sạch nữa, chơi không phe nha anh Duy. Chứ sao tao bên mày được, mày nói chuyện khùng thế bà luôn đi bên mày. Trời ơi trời, đi qua Thụy Sĩ ăn hai người hết 200 euro là chuyện bình thường. Ông mới cãi gì nữa. Mày không tin hỏi ông Quốc ơi, Quốc ơi. Ông Quốc ông vô ông coi ông bên thằng cô thằng gì? Thằng Tài Trần được không? Nó giờ mày đừng nói tao không phe, mày hỏi ông bạn mày nè, ông Quốc nè. Hồi kỳ anh nói nghề mà thấp kém nhất bên Thụy Sĩ là nghề gì mà đứng canh cho Đức Giáo Hoàng không anh? Bậy. Thế hồi đó không phải là tao không bây giờ nói cái chuyện nghề thấp kém nhất là đó nha. Ủa bậy nó đâu bậy á. Tức là bây giờ cái tòa thánh Vatican á mà mướn lính á mà canh á, lính đó phải là lính Thụy Sĩ. Cái đó là cái nét văn hóa từ xưa tới giờ rồi, lính canh cho đó phải là lính Thụy Sĩ. Chứ được vô đó canh là niềm vinh dự đó ông nội. Ở đó học võ biết nhiêu năm mới được, chứ ở đó mà thấp. Thụy Sĩ nổi tiếng là đắt đỏ khó tìm việc, ngay cả đối với dân châu Âu. Một người bạn tôi người Pháp biết năm thứ tiếng, rất giỏi chuyên môn, nên được qua Thụy Sĩ làm việc, sắm căn nhà sát ngay biên giới. Thụy Sĩ khó ở lắm. Google tới search, thôi đừng Google nữa. Xạo hoài ba, xạo gì người ta kể chuyện về hoàn cảnh của ổng đó thì sao mày biết đúng hay không? Có đúng mà mày nói xạo. Ý em nói nghề canh gác đó là nghề thấp nhất bên đó rồi. Cũng hẳn em, nghề thấp nhất ví dụ như giờ mấy nghề khác là ít tiền hơn chứ cái nghề canh gác đó thấy lương rất cao quá, chứ không ít đâu. Vụ kết hôn giả thì bắt đầu còn bên thứ ba vô kêu giảng quà này kia. Em đoán chắc cũng bị gì rồi. Cái bên thứ ba này ngày xưa cũng bên
xong người ta đến khu đất nói gì không hiểu gì hết. Nhưng mà cái vụ kết hôn giả đó, anh thấy là có đưa thông tin của con nhỏ gái lên nữa, thì cái đó bị vi phạm pháp luật là đưa thông tin của người ta lên mạng. Em thấy điều đó đúng không? Như vậy thì là gì, đưa thông tin của một người ta khi mà người ta chưa cho phép lên mạng, cái đó là kiện được đó mấy em. Nhiều anh ơi, từ khi làm drama ổng bỏ công việc, ổng làm hàng ngày tập trung vô drama luôn mà, rồi chuyển tài sản cho vợ giả bộ đi hôn giả. Anh nghĩ nếu không nhiều, ổng có lắm chịu hy sinh tới cỡ đó không? Nói chung nhiều thì mày tin thôi, tao không tin mày ơi. Tao già rồi, tao nhìn đời nhiều rồi chứ đâu phải trẻ trâu như mày. Không phải đồ này 5.000, đồ này 200 như cơm bữa. Vậy thì tao bỏ đi, tao làm drama hết rồi. Đi học đại học chi, đi làm chi cực khổ. Mà bên Mỹ $200 là tao nói mày rồi. Mày cỡ mày còn nhỏ, mày đi học ra trường mày làm, một tháng $5.000 mừng thấy mẹ. Một tháng $5.000 ngày làm có 100 mấy à. Mày có dám đồ này hơn ngày làm của mày không? Còn mà cái màn ví dụ như mà tao đồ này kiểu đó đó, là tao là partner luôn rồi. Mà partner là tao ngồi tao chơi chung với nhau luôn rồi. Người ta lên kế hoạch, người ta bàn kế sách luôn rồi. Chứ không phải kiểu lên mạng đồ này. Anh Duy có mở lớp dạy làm giàu không anh? Học nổi không em? Học nổi thì mở lớp dạy nha, còn học không nổi thì thôi. Tết mấy con ghệ hay rủ đi xem pháo bông hay đi chơi lắm. Sao boss tránh được hay ghê? Ghệ của boss nó nằm ở tầm nào chứ, má, ghệ của boss thì phải nằm ở tầm nào chứ. Ghệ của boss mà đi coi bắn pháo, rủ boss đi coi bắn pháo bông rồi thôi, chắc ghệ của mấy em quá. Ví dụ như ghệ của boss phải đủ boss rồi đi này đó, đi qua châu Âu đồ, đi ra địa Trung Hải tắm nắng đồ, mấy kèo phải khó một chút chứ. Ôi má, ghệ của boss gì tầm thường vậy? Nếu mà tầm thường vậy boss có quen làm ghệ không? Nên mấy em phải hiểu nha. Tết không có gì lạ hả bạn? Đúng, đối với tôi Tết là ngày bình thường, không có gì lạ hết trơn cái trội đó. Tại vì tôi sống ngày nào cũng Tết rồi, đâu cần phải gì nhờ mấy ngày Tết để ra vẻ đâu. Anh xử lý như thế nào khi đi tiệc mà bị ép uống bia anh? Anh đi tiệc anh kèo trên không mà đâu có ai ép anh uống bia đâu. Thí dụ như ai lợi mà giao lưu với anh đi cụng ly đúng không, anh đưa chai nước suối lên, bên kia uống bia quyền của họ, còn bên kia bắt anh bỏ chai nước suối xuống, bắt anh cầm chai bia anh đi ra tiệc anh không ghé. Tại sao? Tại vì anh đi tiệc là anh đi cái thằng kia, cái người mời tiệc anh là người mời anh, còn cái thằng mà thí dụ như giả sử như nó mời bia anh đi, nó là khách của tiệc thôi chứ đâu phải là chủ, đúng không? Anh đâu nghe đó. Nó mà tối đó đại loại á là khi mà mời tiệc vậy đó là gì? Đó là văn hóa gọi là ép uống đúng không? Ép uống bây giờ nằm trong luật rượu bia đó mấy em. Cư xử như là còn nhẹ đó. Còn không, cái người mà ép nhậu á là người đó vi phạm luật rượu bia đó, không phải chuyện giỡn đâu. À gì à, tôi đi tiệc trước mặt tôi là chai hoặc ly nước trong, vậy tốt rồi. Nếu mình cửa dưới thì sao anh? Nếu mà mình cửa dưới thì phải tiệm thằng cửa trên nó chất một chút em. Còn tiệm thằng cửa trên nó mời bia thôi, tao nghĩ thằng đó cửa trên không có chất rồi. Mời gì mời, uống gì quyền của người ta. Cái đó mà là văn minh. Mời bia thì từ chối nhẹ bằng cách đưa chìa khóa mẹt lên là người ta biết điều khi mình lái xe rồi, ai mà ép cũng hên xui nha em. Anh có yêu thích những ngày lễ hội không anh? Không em. Người anh sống thực dụng lắm nha. Thực tế chứ lộn. Lễ hội cũng là ngày bình thường thôi à, chú không yêu thích gì trơn trọi đó. Luật lái xe uống rượu bia ở Việt Nam bây giờ thành luật hình sự chưa mọi người? Chưa. Luật đó như luật dân sự thôi à, chừng nào gây tai nạn nghiêm trọng thành hình sự. Anh Duy ngủ lại được chưa hay còn bị chết lát? Cũng còn bị chết lát nhẹ nhẹ em, sao cũng có được liền em. Anh về Việt Nam anh mua thuốc chống chết lát rồi, nên uống giờ cũng đỡ nha. Không đón giao thừa cùng gia đình hả anh? Không. Bây giờ mình sống mình khỏe đẹp, mình thành công, mình lo được cho gia đình mình là mình đúng rồi. Còn đón giao thừa không quan trọng, mà giờ gia đình anh chắc cũng ngủ rồi. Mấy em vô mấy em hỏi mấy câu này hoài. Lỡ đâu ba mẹ thích không gian ở quê hơn thì sao anh? Không có ba mẹ nào vậy với mẹ, trừ khi mày con bất hiếu thôi. Chứ giờ ba mẹ ta muốn sống gần con ở đâu thì ba mẹ ở đó. Trừ khi ba mẹ ở với mày không được thì ba mẹ mới muốn về quê thôi. Người lớn tuổi hay thích lối sống có vườn có cây thì giờ ở biệt thự cũng có vườn có cây em. Vì cha mẹ sợ con buồn nên nói thích sống ở dưới quê để đỡ gánh nặng cho con thôi. Sao em nói tâm lý vậy?